Câu chuyện về ông chủ của tập đoàn Samsung đó là ông Lee Kun-hee. Ông ta được sinh ra trong một gia đình rất giàu có. Khi mà lớn lên ấy, thì được ba của mình trao cái quyền đó là điều hành cái tập đoàn Samsung. Và khi ông ta điều hành tập đoàn Samsung thì tập đoàn Samsung đứng bên bờ vực phá sản. Và lúc đó ông ta mới đặt ra một câu hỏi là lý do tại vì sao bố của mình xuất thân từ một gia đình rất là nghèo khó bình thường, xuất thân hai bàn tay trắng, không có gì cả, không kiến thức, không kỹ năng, không kinh nghiệm, lại có thể làm nên một cái tập đoàn lớn mạnh như vậy. Trong lúc đó bản thân mình được đào tạo từ nhỏ đến lớn rất là bài bản, nhưng lại làm cho tập đoàn Samsung đứng bên bờ vực phá sản. Và ông ta mới nhận ra một cái điều rằng đó gì, khi thời bố của ông ta, họ là những con người ý chí khát khao rất là mãnh liệt, và họ liên tục thay đổi, họ liên tục học hỏi và làm cho tập đoàn Samsung phát triển. Trong lúc đó đến đời ông ta mất đi ý chí, mất đi nghị lực, mất đi cái khát khao, mất đi cái quyết tâm, và dẫn tới tập đoàn không phát triển được. Và lúc đó ông ta nhận ra một điều rằng bây giờ ông ta phải thay đổi về bản thân mình. Ông ta bắt đầu một cái hành trình đó là thay đổi bản thân và bắt đầu đi với những cái khóa học về phát triển bản thân. Và ông ta đến Mỹ và tìm những cái người đào tạo hàng đầu trên thế giới vào đào học, và không chỉ học ở lớp mà ông ta còn đọc sách, ông ta nghe sách nói, và ở bất kỳ nơi đâu, mọi cái khoảnh khắc ông ta đều nghe về sách về phát triển bản thân, nghe về sách nói. Và trong cái cuốn tự truyện của ông thì ông có nói một điều như thế này: một con người muốn trở nên thay đổi, muốn trở nên đột phá thì cần phải tích lũy đủ một tấn thông tin tích cực. Và nếu như một cuốn sách khoảng tầm 500 gram thì chúng ta sẽ cần tới khoảng 2000 cuốn sách, và 2000 cuốn sách này nếu mỗi ngày chúng ta đọc một cuốn thì chúng ta cần đâu đó khoảng tầm 2.5 năm đến 3 năm trời thì chúng ta mới tích lũy đủ một tấn thông tin tích cực. Nghe đến đây thì bây giờ chúng ta nghĩ lại, mỗi ngày hay là mỗi năm chúng ta đang đọc được bao nhiêu cuốn sách, hay là bao nhiêu năm chúng ta mới đọc được một cuốn sách, và đó có phải lý do vì sao chúng ta chưa có một sự đột phá cách mãnh liệt giống như ông Lee Kun-hee? Và mình còn có nhớ một cái sự kiện của ông ta, khi mà bắt đầu ông ta nhận ra cái sự thay đổi đó, ông ta muốn rằng là toàn bộ ban lãnh đạo của tập đoàn Samsung cũng phải thay đổi giống như ông ta. Bắt đầu ông ta làm cái công cuộc đó là huấn luyện cho tất cả ban lãnh đạo của tập đoàn Samsung, và khi ông ta hội tụ hết tất cả ban lãnh đạo lại và bắt đầu ông ta dạy trong 10 ngày liên tục. Và lúc đó ban lãnh đạo họ nghe và họ cảm thấy buồn ngủ, họ ngủ, nhưng lúc đó thì ông muốn họ phải thay đổi, và ông ta vẫn tiếp tục nói trong 10 ngày như vậy. Và sau đó những cái điều mà ông nói đó nó ngấm vào trong tâm trí của những cái ban lãnh đạo, và bắt đầu họ đưa ra một cái quyết định đó là, và từ giây phút này trở về sau, tập đoàn Samsung trong vòng 10 năm nữa phải trở thành tập đoàn đứng số 1 trên thế giới. Và chúng ta đã thấy tập đoàn Samsung bây giờ là một trong những tập đoàn hàng đầu trên thế giới với những sản phẩm chất lượng, và nó đến từ một cái thời điểm, đó là cái thời điểm mà lúc ông ta và cùng với ban lãnh đạo quyết định sự thay đổi, đó là ông ta đưa hết tất cả những sản phẩm lỗi của tập đoàn Samsung đến một cái sân vận động và làm một cái silo, tất cả những cái silo ở đó, và ông ta tuyên bố với tất cả công ty của Samsung rằng là nếu như bây giờ bất kỳ một sản phẩm nào của Samsung sản xuất ra mà có lỗi thì đều bị hủy bỏ, và đây chính là những sản phẩm lỗi. Và bắt đầu ông ta cho hủy bỏ hết tất cả những sản phẩm đó, và từ đó trở về sau Samsung luôn luôn sản xuất ra những cái sản phẩm có chất lượng, và chúng ta đã thấy về kết quả. Và qua cái câu chuyện này mình mới nhận ra một cái điều gì: để thực sự thành công chúng ta phải thực sự thay đổi, chúng ta phải thực sự phát triển, chúng ta phải học tập không ngừng, liên tục học tập, liên tục nỗ lực, liên tục tiến lên thì chúng ta mới có thể tạo ra sự đột phá cho bản thân mình. Còn với bạn, bạn học được gì? Bạn học từ câu chuyện này. Xin chào, hẹn gặp lại.